kêu là cháy giờ cô ơi, đề dài quá đúng không? Nhưng theo phân tích của chuyên gia đọc hiểu Mon Sensei thì cô Mon có nói là dài thôi, nhưng mà hỏi có khó không thì câu trả lời lại là không khó đâu. Cần học ngữ pháp N2 thôi nhưng không phải nhá. Xác suất của đề ngữ pháp N3 xuất hiện cực kỳ nhiều và N3 xuất hiện nhiều hơn so với N4. Trong phòng thi đó là một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay. Xin chào mọi người, lại là anh khủng long Sensei xuất hiện sau kỳ thi JVT đã kết thúc. Mọi người làm bài thi như thế nào? Sau khi check điểm và tham khảo những đáp án trên mạng xong thì mọi người có tính được là xác suất đỗ của mình là bao nhiêu phần trăm không? Và nếu như các bạn đã tính được rồi thì Sensei giới thiệu một chiếc video mà các bạn sẽ cần xem nhất lúc này, đặc biệt là các bạn vừa mới thi N2 xong. Lộ trình tự học từ N2 lên N1 bản mới nhất mà Sensei đã cùng với phòng đào tạo của Tiki biên soạn ra, bám sát nhất so với sự thay đổi của đề thi nhá. Trong video này thì cũng sẽ có những phân tích về đọc hiểu của Mon Sensei rất là hay, nên là các bạn hãy xem đến cuối nhá. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhận được gì? Phần 1 là chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu công thức ra đề của tháng 12 vừa rồi có cái format như thế nào. Phần số 2, sau khi thi bạn thuộc kiểu người như thế nào? Nếu bạn chưa biết thì ở lại đây nhá. Số 3 là Sensei sẽ đưa ra một cái lộ trình N1 cam kết đỗ cho các bạn nếu như thật sự các bạn khao khát tấm bằng N1 dùng cho công việc của kỳ tháng 7 năm 2024. Rồi, chúng ta sẽ cùng bước luôn vào phần đầu tiên, đó là đề vừa rồi các bạn thi thì mọi người thấy công thức và format của đề như thế nào. Đánh giá chung của Sensei, đầu tiên đối với phần từ vựng thì khi mà chúng ta mở cái đề từ vựng N2 ra thì Sensei có thể nhìn thấy các bạn trong phòng thi đó là một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay. Đó, mọi người hé một nụ cười trên môi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy lặp lại đề thi cũ rất là nhiều. Và cụ thể ở đây là lặp lại từ đề 2010 đến đề 2022 và Sensei phải nói một con số đó là lên đến 70%. Đây là một con số rất khiêm tốn. Thực ra là nó lặp nhiều hơn nhưng mà theo thống kê thì mình cứ ước lượng là khoảng 70% là lặp lại rồi. Tức là nếu như bạn chỉ cần làm cho Sensei một việc cơ bản thôi là bạn ôn kỹ và thuộc sâu đề 2010 đến 2022, bạn đã từng làm rất nhiều lần những câu từ vựng trong đấy rồi thì chắc chắn là khi gặp đề N2 chủ nhật vừa mới thi xong thì các bạn sẽ thấy nó lặp lên đến tận hơn 70% và nhìn một phát là khoanh được luôn. Đây cũng là một cái feedback xin tôi nhận được rất nhiều từ các bạn N2 tích hợp vào 50 ngày, nói là cô ơi, tất cả những từ vựng và chữ Hán mà xuất hiện trong đề N2 vừa rồi thì đều là toàn bộ những cái kiến thức cô đã dạy trong khóa đấy. Và mình khẳng định đó là những câu mình đã dạy rồi, mình đã chữa rồi và mình đã giảng rất nhiều lần trong khóa học cũng như trên video YouTube của Ricky. Có bạn nào mà thấy mình nói đúng chỗ này thì giơ tay giúp mình ở dưới phần bình luận nhá. Điểm danh một chút là bạn đã xem hết những chuỗi video của Sensei chưa? Thế còn đến với phần ngữ pháp thì các bạn sẽ nhận ra là khoảng 40% ngữ pháp N2 xuất hiện trong đề nhá. Đợt này nó sẽ là khoảng 40% ngữ pháp N2 xuất hiện trong đề. Đặc biệt này, thế trong đó thì chúng ta sẽ có 30%. Khoảng 30% là những cái ngữ pháp N3 và N4 kết hợp lại với nhau xuất hiện trong đề N2. Mình nhấn mạnh cái từ khóa đây là nó sẽ kết hợp lại nhá. Lát nữa được kết hợp như thế nào mình sẽ phân tích kỹ hơn một chút. Rồi, thế còn đề đọc hiểu thì các bạn về các bạn kêu là cháy giờ cô ơi, đề dài quá đúng không? Nhưng theo phân tích của chuyên gia đọc hiểu Mon Sensei thì cô Mon có nói là dài thôi, nhưng mà hỏi có khó không thì câu trả lời lại là không khó đâu, được chưa? Đọc hiểu cần các bạn hiểu được cái cấu trúc của bài văn theo từng dạng bài như thế nào. Hãy rồi, bây giờ mình đi vào đánh giá cụ thể nhá. Vừa rồi là đánh giá tổng quan đúng không? Bây giờ mình đi sâu hơn phần Mozigo trước này. Cấu trúc đề thì tương tự các năm rồi, xem sẽ không có gì để phân tích cả. Và mình nhấn mạnh là đề Hán tự không phải là khá dễ nhá, mà là rất dễ. Mình yêu cầu tất cả các bạn phải làm được phần Hán tự, được chưa ạ? Ví dụ như là nhận diện Hán tự của từ tô hiu, rất nhiều bạn phân vân và mất điểm những cái câu như thế, được chưa? Nên là mình nói là Hán tự rất dễ, nếu bạn chắc và bạn đã làm rất nhiều lần rồi thì bạn phải mang tên Hán tự trùng rất nhiều từ vựng của năm trước nha. Năm trước ở đây cụ thể là 2022, được chưa? Trùng khoảng 8 trên 13 câu tôi chiếm 27% là cái đề gần nhất nó thi lại, được chưa? Rồi, ví dụ như tô hiu các bạn gặp lại là kasakasa, cô dạy rồi nhá, trên video YouTube clip cô dạy là kasakasa là một cái ô đúng không? Mình có hai cái ô, người ta đi mưa người ta bị ướt và mình thì mình che tận hai cái ô thì mình như nào? Mình rất là khô ráo đúng không? Mình khô ráo toàn thân luôn, cho nên cái từ kasakasa sẽ là khô ráo, khô ráp đi với gì? Làn da, mình dạy rồi đúng không ạ? Đó, biodo là gì đấy? Biodo bình đẳng. Tô hiu là bỏ phiếu này đúng không? Mình dạy bỏ phiếu thì gì đấy? Cái bộ thủ này, tay mình bỏ phiếu bầu vào trong hòm đúng không? Rồi, và tokute đặc định này cũng học rồi luôn. Thế thì ở đây lời khuyên của Sensei cho các bạn đó là nếu như mà các bạn học sách M là sách mà ai biết rồi đúng không? Thì tỷ lệ trùng với đề năm nay chỉ khoảng 57% thôi.
Và trong những cái giáo trình truyền thống như thế này thì nó rất là tốt đó, nhưng nó có một cái điểm hạn chế, đó là nó chỉ có từ vựng và đi kèm với ví dụ cho các bạn thôi, chứ chưa có point. Thì nếu mà các bạn học sách từ vựng của Ricky vừa rồi thì các bạn sẽ thấy là có point tội cụ thể của từ vựng, thì sẽ giúp chúng ta giải quyết được môn đai cuối cùng trong đề từ vựng, đúng không? Và nó sẽ có kèm một số những từ đồng nghĩa nữa. Thì sách của Ricky sẽ rất là chắt lọc kiến thức cho mọi người nhá. Đây, ví dụ trong sách thì sẽ có point tội như này giúp mình khoanh được luôn này. Còn bình thường sách bình thường nó chỉ có câu ví dụ thôi. Đó. Và cái quan trọng trong từ vựng đó là cái point tội nhá, chứ không phải là cái ví dụ. Đấy. Rồi, tiếp theo, lời khuyên của Sensei đó là các bạn hãy tập trung ôn một cái list kanji từ vựng đã từng xuất hiện trong đề thi rồi. Và ở đây thì Sensei có những cái tổng hợp kanji từ vựng xuất hiện trong đề như thế này. Thì Sensei thường hay có những cái danh sách list tổng hợp như thế này. Thì những bạn nào mà giờ này cần ấy, thì các bạn hãy comment N2 ở phía dưới để Sensei gửi cho các bạn ôn lại nhá. Đấy. Rồi, thế còn từ vựng này thì các bạn sẽ cần phải nắm được thứ nhất cho Sensei đó là cách sử dụng rất quan trọng nhá. Cách sử dụng Sensei nói nhiều rồi, hoặc là những cái các cụm từ hay đi kèm. Thì trong này nó sẽ bao gồm, cách sử dụng nó bao gồm các cụm từ đi kèm này. Nó bao gồm gì ạ? Từ đồng nghĩa, đúng không ạ? Trong đề sẽ luôn có bài từ đồng nghĩa. Nó bao gồm gì ạ? Cái từ này dùng với tích cực hay là dùng với tiêu cực, đúng không? Tích cực hay tiêu cực các bạn phải biết. Nó dùng trong văn viết hay văn nói, nó đi với cấp trên hay cấp dưới. Thì cái văn cảnh sử dụng của nó như thế nào, chúng ta cần nắm chắc được cái đấy thì mới có thể mang tên được phần từ vựng trong kỳ vừa rồi nhá. Chiếm khoảng 40% đề thi này. Rồi, tiếp theo. Nào, sang với Sensei đến phần đánh giá cụ thể cho ngữ pháp. Thì các bạn thấy đề ngữ pháp năm nay như thế nào? Đối với Sensei thì Sensei thấy số lượng câu và cấu trúc của ngữ pháp thì cũng tương tự các năm trước thôi. Đến đây chưa có gì để nói cả. Nhưng nó xuất hiện rất nhiều những cái câu ngữ pháp N3, N4 ở dạng kết hợp này các bạn ơi. Dạng kết hợp nhá. Và chiếm đến 29% trong đề N2 vừa rồi. Ví dụ như là những cái mẫu ní dư lự cô tổ gá a rự này, hay ní na rự cô tổ gá a rự này, được chưa? Còn lại thì khoảng 13% là ngữ pháp N1 được xuất hiện để tăng độ khó cho đề N2. Thì người ta đã đưa ra khoảng 13% ngữ pháp N1 bắt đầu xuất hiện vào, đúng không? Trong đó thì một ngữ pháp là đáp án đúng này. Ví dụ ngữ pháp N1 các bạn có thể nhìn thấy là có ba anh này đại diện, được chưa? Lời khuyên của Sensei này, bước 1 đó là em hãy nắm chắc những ngữ pháp ở cấp độ N3, N4 đã. Rất là nhiều bạn nghĩ là đi thi N2 thì chỉ cần học ngữ pháp N2 thôi, nhưng không phải nhá. Xác suất của đề ngữ pháp N3 xuất hiện cực kỳ nhiều, và N3 xuất hiện nhiều hơn so với N4. Cho nên là Sensei cũng có những cái ngữ pháp xuất hiện nhiều như thế này. Cái bảng wake, yo ni, uchi này, wake de wanai này rất là quen thuộc, đúng không? Đấy, thì bạn nào cần thì cũng nhớ để lại comment là em cần cái gì để Sensei gửi nhá. Hay. Rồi. Thế sang đến phần đọc hiểu, đúng không ạ? Đọc hiểu là một cái chủ đề rất là hot. Mỗi năm N2, N1 thi xong rồi chúng ta luôn bàn luận về đề đọc hiểu, đúng không? Thì đề đọc hiểu năm nay, một điều may mắn đó là giữ nguyên số lượng câu so với cả kỳ thi trước nhá. Trung văn vẫn 4 bài và mỗi bài 2 câu, không có gì thay đổi. Tiếp theo, các bạn sẽ thấy là giữ nguyên độ khó. Tức là gì đây? Chúng ta không bao giờ kỳ vọng rằng đề thi sẽ dễ lên, đúng chưa nào? Bởi vì người ta sẽ ngày càng chọn lọc thí sinh đỗ. Các bạn cứ hình dung như là nếu như mà ban tổ chức họ quy định là năm nay N2 ấy, chỉ được 30% số người tham dự thi đỗ thôi. Cho nên là nếu mà bạn muốn đỗ thì bạn bắt buộc phải có điểm số nằm trong top 30% đấy thì bạn mới đỗ được. Đấy, thì chỗ này nó yêu cầu những cái kỹ năng khó thì người ta sẽ không bao giờ dễ đi đâu. Nhưng mà năm nay may là người ta không có tăng độ khó lên quá nhiều mà giữ nguyên độ khó nhá. Rồi, và vẫn có những cái chủ đề rất thường gặp mà các sensei dạy rất kỹ trong các lớp tích hợp, đúng không? Lớp 50 ngày. Ví dụ như là chúng ta gặp những chủ đề về phát triển bản thân, chúng ta gặp những chủ đề về khoa học và triết lý trong đời sống thì là những thằng rất quen mặt trong đọc hiểu N2 rồi. Đó, hay. Rồi, lời khuyên của sensei cho phần đọc hiểu ạ. Đầu tiên, các bạn hãy học đọc hiểu theo chủ đề nhá. Thì cái việc học đọc hiểu của mình nó sẽ trở nên vui vẻ và không nhàm chán, không buồn ngủ, đúng không? Những cái bài đọc hiểu bản chất nó đã rất là dài và nó rất là khô khan rồi. Thì nếu như mà chúng ta ôn nó theo những cái chủ đề và rút ra được những cái kiến thức đời sống cho bản thân mình thì sẽ rất là vui. Đó. Chủ đề ở đây, như Sensei vừa mới nói này, ngoài ra một cái yếu tố cực kỳ then chốt mà Sensei nghĩ là các bạn N2, N1 cần trang bị đó chính là học cách đọc logic. À, thế nào là đọc logic? Thì trong cái cuốn sách đọc hiểu Master N1 của Ricky biên soạn độc quyền thì các bạn sẽ thấy cô dạy các bạn cách phân tích này. Đâu là câu chủ đề có chức năng gì, đúng không? Đâu là câu giải thích chức năng gì, giải thích 1, giải thích 2 và kết luận như thế nào. Thì đây, được trích xuất trong sách độc cai Master N1 của Ricky. Thì bạn nào ôn quyển này thì sẽ có cho mình những cái kỹ năng để xử lý kỳ N2 vừa rồi và thậm chí là đối với cả đề N1 luôn. Và một cái yếu tố nữa cũng ảnh hưởng đến các bạn đó là trong khóa học thì cô dạy các bạn cách
quản lý thời gian đúng không? Yếu tố then chốt của đọc hiểu là làm sao đi thi không cháy dầu. Tại vì một khi em cháy dầu em sẽ khoanh bừa. Một khi mà chúng ta khoanh bừa thì cái xác suất chúng ta làm đúng là cao hay thấp ạ? Được chưa? Rồi. Thế còn cuối cùng là đề chô cai. Thì mọi năm ấy thì Gen Z thấy là các bạn chỉ có kêu là đọc hiểu thôi. Nhưng mà năm nay thì một số những bạn N2 và N1 các bạn lại chuyển sang kêu nghe hiểu khá là nhiều. Vậy thì đề nghe hiểu năm nay có gì? Mình sẽ cùng bật mí nhá. Những cái dạng môn đai thì nó vẫn theo một cái format như mọi năm. Thế nên không có gì để phân tích cả, không có điểm mới gì, đúng không? Nhưng năm nay môn đai 1 các bạn thấy là có một bài tranh. Lâu lắm rồi thì trong bộ đề thi thật từ 2010 đến 2023 mới xuất hiện lại một câu tranh ở trong môn đai 1, đúng không? Ngày xưa nó đã từng có một câu tranh rồi, nhưng sau đấy 5 năm gần đây thì nó ít đi. Và năm nay lại xuất hiện lại một câu tranh. Đó, lâu lâu mới xuất hiện nhưng một khi xuất hiện là ú à luôn nhá. Thì nó hỏi các bạn là cách sắp xếp ghế ở trên cái tàu điện thì phải đấy, đúng không? Các bạn có nhớ câu đấy không ạ? Và thực ra câu này lạ thôi, hơi giật mình tí thôi, nhưng nó lại không hề khó nhá. Tức là nó không có những cái từ vựng N1 hay là cái tốc độ nói của file nghe không quá nhanh đâu. Mà các bạn chỉ cần nghe kỹ và dịch được cho Gen Z. Quan trọng là nghe kỹ nhá, chỉ cần bỏ sót chi tiết một câu thôi là sẽ chọn sai cái câu này. Đấy, hỏi nhân viên ngồi đâu đấy đúng không? Rồi nhá. Thế còn những cái dạng bài còn lại môn đai 1 là các bạn xử lý rất là tốt. Thậm chí có bạn feedback cho Gen Z đó là môn đai 1 bạn làm đúng hết và chỉ sai đúng một câu thôi, sau khi học theo những cái lý thuyết và Gen Z dạy. Được chưa? Rồi môn đai 2 này thì đúng, mình cũng công nhận với các bạn là mình không bao giờ kêu là để nghe dễ. Mình nói là môn đai 2 năm nay thì tổng quan chung các bạn đều review đó là cái tốc độ chạy của file nghe có nhanh hơn một chút xíu so với môn đai 2 của những cái năm gần đây. Thì tại sao ạ? Các bạn nhận ra rồi đúng không? Đề N2 nếu mà đọc hiểu giữ nguyên độ khó thì độ khó đấy sẽ được tăng lên một chút ở nghe hiểu. Và năm nay nó tăng lên ở nghe hiểu môn đai 2, tức là nó có một chút cái sự tiệm cận với N1 rồi. Và cái bài toán này giải thích cho câu hỏi là tại sao khi mà Gen Z dạy cái lớp tích hợp N2 thì luôn luôn là đến giai đoạn 1-2 tuần cuối luyện đề thì mình sẽ cho các bạn nghe đề của N mấy ạ? Của N1. Mình bê nghe hiểu N1 môn đai 1, môn đai 2 xuống, mình cho các bạn nghe để các bạn bắt đầu quen tai dần đi. Thì lúc đi thi mình không có bị sốc, mình sẽ không có thấy nó nhanh nữa nếu như mình thậm chí đã luyện môn đai 2 của N1 rồi. Được chưa nào? Đó. Rồi nhá, và nó gần giống với tốc độ của người Nhật thì chắc là các bạn cũng phải hơi vất vả một tí trong lúc nghe môn đai 2 đúng không? Rồi, lời khuyên của Sensei đó là đầu tiên bạn phải tăng dần tốc độ nghe lên. Nếu như thông thường ấy, khi mà các bạn đã hiểu được một câu rồi nhá, hiểu rất là kỹ rồi, chữa rồi, thì mọi người hãy tăng lên tốc độ là 1.25. 1.5 thì nó sẽ giống như đề N1 hoặc là nó nhanh quá. Nếu mà cảm thấy quá vừa, quá sức với mình thì các bạn chỉnh theo tốc độ 1.25 cho Sensei thôi là rất là thoải mái rồi. Chúng ta luyện cái bộ đề thi thật này hoặc là đôi khi chúng ta nghe news sự này, chúng ta có thể tăng lên một chút để thử thách bản thân mình. Và khi mà đã quen nghe nhanh rồi thì khi mà chúng ta đi thi nghe chậm chúng ta cảm thấy rất là vừa sức. Còn bình thường các bạn cứ nghe chậm đi thi người ta tăng lên xíu thôi là mình chết liền. Đó nhá. Và luyện nghe ngay từ giai đoạn đầu cho Sensei. À, trong lộ trình của các lớp tích hợp hoặc là các lớp 50 ngày Sensei dạy là gì ạ? Là học nghe từ buổi đầu tiên luôn. Thông thường các bạn ngày xưa cũng có một cái tư duy như thế này không ạ? Là mình sẽ học từ vựng trước, ngữ pháp trước, học thật nhiều từ vựng ngữ pháp đi, đúng không các bạn, đầu đi. Xong rồi mình nghĩ là mình chắc cái kiến thức đấy rồi thì vào đọc mình sẽ dịch được, vào nghe mình sẽ nghe được, đúng không? Nên là cứ phải tầm một vài tháng cuối các bạn mới sờ vào nghe. Thật ra đây là một cái mindset rất là sai lầm nhá. Nghe là nghe từ cái buổi đầu tiên luôn, và thông qua cái việc học nghe đấy chúng ta có thể rút ngược lại để học từ vựng và học ngữ pháp trong cái văn cảnh của bài nghe. Thì mình sẽ nhớ cực kỳ lâu và nhớ cực kỳ dai luôn. Thì chúng ta hãy đảo ngược cái tư duy đấy một chút nhá. Học nghe và học đọc từ buổi đầu tiên song hành với từ vựng ngữ pháp. Chứ không phải là tôi tích đủ ngần này ngữ pháp, tôi tích đủ ngần này từ vựng thì tôi mới có thể dịch được bài đọc và tôi mới có thể nghe được bài nghe. Đó. Thì đặc biệt đối với N2 và N1 mình nghĩ là các bạn cần nghe những điều này. Bởi vì trong lớp mình dạy thì các bạn đã biết rồi, nhưng có thể các bạn trên YouTube thì đây là lần đầu tiên các bạn nghe. Được chưa nào? Ừ. Tăng 50% thời lượng luyện nghe lên cho mình, túm lại là nghe càng nhiều càng tốt, được chưa? Và chúng ta luyện tập cách memo cho từng môn đai nhé. Và đặc biệt đó là môn đai 3 và môn đai 5, được chưa? 1, 2, 4 thì chúng ta đơn thuần là chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta chỉ XO rất là dễ thôi. Nhưng 3 và 5 là hai thằng mà không memo thì đúng là chịu luôn, được chưa? Hãy, rồi, phần số 1 review khá là dài đúng không? Chúng ta chuyển luôn sang phần 2 nhá. Nếu như mà bạn đã tham khảo cách tính điểm của Ricky, cách tính điểm trên mạng và đáp án từ rất là nhiều nguồn rồi, nhưng bạn mông lung là tôi là ai giữa cuộc đời này, tôi từ đâu bước lên nơi đây đúng không? Thì chào mừng các bạn đến với phần Gen Z sẽ giới thiệu bạn thuộc kiểu người nào sau khi thi và bạn cần phải làm gì để có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ tháng 7 năm 2024. Tại vì sao? Thời điểm vàng để học JLPT đó là ngay sau khi thi. Chứ các bạn hay có suy nghĩ là gì ạ?
ôi tôi phải thả hơi đi, tôi phải nghỉ ngơi chán thêm 1-2 tháng đi tôi mới bắt đầu đúng không? Khi mà người ta đã chạy được 10 km rồi các bạn mới bắt đầu khởi động để đi vào km đầu tiên. Vậy thì ai sẽ là người chiến thắng ạ? Đó, mình nghĩ là cái sự bắt đầu sớm luôn luôn là một cái sự lựa chọn khôn ngoan. Thế thì cùng với Sensei đi vào phần này nhá. Ở đây thì Sensei chia ra làm 3 đối tượng chính nhá. Thứ nhất là những bạn cần học lại, cần học lại N2 từ đầu cho chắc luôn. Nhiều khi các bạn nghĩ là ôi tôi có thể lên N1 không? Không, nhưng nếu như em thuộc đối tượng đó là khi mà em tính ước lượng rồi, khoảng điểm của mình là dưới 90 rồi, thì lời khuyên của Sensei là thôi, học lại cho chắc. Tại vì N2 phải thật rất là chắc thì nó sẽ cho các bạn hai tác dụng. Thứ nhất là lên N1 mới tốt. Còn nếu mà N2 mà lỏng lẻo á, không chắc chắn, thì khi mà lên N1 đuối luôn, không theo được, chắc chắn bảo lưu. Thứ hai là gì ạ? Các bạn N2 mà cực kỳ chắc chắn thì sẽ rất giúp ích cho cai qua của mọi người. Tức là cái gốc từ vựng, cái gốc ngữ pháp, cái phản xạ nghe hiểu nó tốt ấy, thì cai qua cũng mới tốt được, chứ không chỉ đơn thuần là JLPT nhá. Nên là với những bạn mà tính được mình khoảng dưới 90 điểm đi, thấp quá thì xin khuyên là thôi, học lại từ đầu cho chắc nhá. Thế còn những đối tượng mà cần ôn tập lại N2 nhá, tức là chúng ta chỉ cần dành ra khoảng 2 tháng cho đến 2,5 tháng để chúng ta ôn tập lại N2 thôi, coi như là chắc gốc một chút đấy. Và sau đấy chúng ta sẽ được lên trình độ mới, đó là điểm của chúng ta trong khoảng từ 90 cho đến 120. Có thể du di nhá. Con số này mang tính chất tương đối, không có tính chất chắc chắn, tức là các bạn có thể du di một chút, được chưa? Thế còn những đối tượng mà CC đặc cấp cho lên thẳng N1 luôn nhá. 120 điểm trở lên N2 thì cứ tự tin lên N1 là học thoải mái rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào từng đối tượng một nhá. Đầu tiên là bạn nào khóc đây rồi, đối tượng học lại, đừng khóc. Tại vì học lại gì ạ? Mình rất là thích một cái phép so sánh, đó là mọi người nhớ cái cung tên không? Kéo về đằng sau, lùi lại chưa chắc đã là một điều gì xấu đúng không? Cung tên kéo về đằng sau, kéo càng nhiều thì sao ạ? Cái sức bật của nó về đằng trước càng lớn đúng không? Đấy, thì khi mà Sensei thất bại trong cuộc sống hoặc là Sensei có những cái vấp ngã, thì Sensei luôn nghĩ về cái điều đấy. Lùi lại chưa chắc đã là một điều gì đấy tồi tệ. Và có thể là đấy là thông điệp mà các bạn cần lúc này, được chưa? Thế thì nếu như bạn tính ra ước lượng thôi, khoảng dưới 90 điểm theo thang điểm này, hoặc đơn thuần là Sensei nói là cái thang điểm đấy nó mang tính chất rất tương đối thôi. Khi mà bạn nộp bài thi, bạn kết thúc bài thi, bạn bước ra khỏi phòng thi, thì Sensei nghĩ rằng các bạn là người rõ hơn ai hết là mình có làm được bài không, và cảm nhận là mình có đỗ không. Nếu đỗ thì mình đỗ cao hay đỗ vất, tức là các bạn là người có cái cảm quan tốt nhất về cái sự thể hiện của mình trong bài thi, chứ không phải là bất kỳ một cái thang điểm nào hết, được chưa? Đấy, thì nếu như bạn cảm thấy như vậy thì Sensei có cái lớp N2 tích hợp .18 nhá. Tại sao lại là .18? Tức là nó là khóa thứ 18, trước đấy đã có 17 khóa N2 tích hợp được ra đời rồi. Tức là nó là một cái lớp được học viên rất là yêu thích, đến mức là từng mùa đều mở cực kỳ nhiều, và Sensei đã mở được khóa thứ 18 rồi. Đấy, nó không phải là một cái sản phẩm mới hay là thử nghiệm nào cả, được chưa? Lớp này sẽ khai giảng vào 20 tháng 12 nhá. Đúng sinh nhật Sensei luôn. Yeah. Đó, và Sensei sẽ dạy lớp này. Và khi các bạn đăng ký lớp này thì học, ngoài việc học trực tiếp với Sensei, thì các bạn sẽ được tặng kèm lớp tổng ôn N3 một tháng nhá. Tặng kèm nghĩa là gì? Miễn phí luôn, được chưa? Để cho các bạn ôn tập lại cho chắc. Lộ trình của nó thì các bạn nhìn này, lộ trình của nó sẽ gồm có 4 giai đoạn này. Giai đoạn 1, 4 tuần đầu các bạn cứ ôn lại N3 cho chắc có Sensei. Tại vì chắc chắn là kiến thức N3 sẽ xuất hiện trong đề N2 đúng không? Mình dành hẳn 1 tháng mình ôn cho nó uy tín. Rồi, thế 11 tuần tiếp theo chúng ta học vào N2 kiến thức nền tảng để có thể đi được xa hơn. Và những giai đoạn còn lại 11 tuần và 3 tuần thì chúng ta chuyên sâu vào thai sắc cự này, cách xử lý từng dạng bài và luyện tập chuyên sâu qua bộ đề các năm. Và cuối cùng 3 tuần cuối luyện đề thôi, luyện cách quản lý thời gian, luyện những cái bộ đề Hàn Nhật mà Sensei mang về này. Và chúng ta sẽ sẵn sàng cho một mùa thi mới. Thì đây là lớp N2.18 nhá, các bạn có thể tham khảo. Bạn nào cần thông tin lớp này, mọi người comment xuống dưới phần bình luận là N2.18 thì Sensei gửi thông tin cho mình và lịch học, được chưa? Cũng như là cách thức đăng ký nhá. Bởi vì hiện tại lớp này cũng đã có rất là nhiều bạn đặt chỗ rồi, được chưa? Hay, rồi, nên dành thời gian ôn lại N2 nhá. Tiếp theo thì ai sẽ là những người mà nên ôn tập N2 đã rồi mới được lên N1 nhá? Thì những bạn mà đỗ vớt thôi, tính ra điểm của mình tầm khoảng 90 hoặc là dao động từ 90 đến 100, tức là đỗ nhưng mà đỗ thấp, thì có muốn học lên N1 thì Sensei cũng không cho lên học luôn nhá. Tại vì sao mà có biết đâu, những bạn như vậy chưa thật sự chắc N2 đâu, đặc biệt là kỹ năng đọc và nghe. Thì khi mà mọi người lên N1 chắc chắn là mọi người sẽ bị chấp chới và rất dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Ngày xưa khi mà Sensei dạy những cái lớp tích hợp N1 thì ban đầu đầu vào là chỉ cần các bạn đỗ N2 thôi, các bạn sẽ được vào thẳng N1 tích hợp luôn.
Sau khi mình đã chạy một vài khóa tích hợp N1 rồi thì mình nhận là những bạn có đặc điểm như thế này, tức là N2 dưới 120 điểm ấy, thì tỷ lệ rơi rụng khá là cao. Cho nên từ đó thì CC mới mở một lớp gọi là lớp tổng ôn N2 chắc gốc đọc nghe cho những đối tượng như vậy vào học đã, sau đấy mới được lên N1 nhá. Vậy thì với những bạn như thế này, đặc điểm mà Sensei cho rằng là những bạn này chưa chắc N2 này, bạn có phải là một người như vậy không? Đọc nghe và từ vựng là những thứ mà bạn chưa thật sự tự tin này, và bạn chỉ nắm được khoảng 70-80% khối lượng từ vựng ngữ pháp kanji thôi. Rồi, nghe môn này 1-2-4 thì ổn đấy, nhưng 3 năm thì lại là một rào cản rất lớn đối với các bạn. Thì nếu như mọi người nhìn thấy bản thân ở trong này thì chính xác bạn chính là kiểu học viên đỗ xuất sắc. Hoặc là chi tiết hơn nữa thì mọi người chưa nắm được cấu trúc của các cái bài đọc hiểu, tức là đọc chỉ đơn thuần là tôi đọc, tôi chọn đáp án này thôi, tôi không có nhìn ra cái cấu trúc của nó. Và mọi người không đọc được những bài đọc liên quan đến trừu tượng, cứ vấp phải những dạng bài trừu tượng một cái là ngất xỉu luôn. Đây, và thường xuyên phân vân giữa các đáp án, tức là hiện tượng này xảy ra nhiều nhá. Còn Sensei nghĩ là đi thi thì ai cũng sẽ bị phân vân. Thì với những bạn như thế, lời khuyên của Sensei, thứ nhất, mọi người sẽ tập trung vào đọc nghe cho mình, tại vì muốn đỗ được N2 mà đỗ bật lên điểm thật sự cao á thì đọc nghe sẽ là một vũ khí cực kỳ mạnh. Rồi, và phải học cho mình thật là chắc cái kỹ năng làm bài này. Rất nhiều bạn nghĩ là mình cứ đi thi theo bản năng thôi, mình học và mình đi thi, nhưng cái kỹ năng làm bài lại là một yếu tố then chốt giúp cho các bạn đánh bật các thí sinh khác. Thì ở đây, những kỹ năng ví dụ như kỹ năng khoanh vùng trong đọc hiểu nghe hiểu, kỹ năng dự đoán từ mới hoặc quản lý thời gian, bắt mạch được bố cục bài đọc này, memo nghe, đặc biệt là ba môn đề 3, môn đề 5 nhé, và dự đoán xem ý đồ của người ta để là gì, là những cái kỹ năng mà bạn sẽ được sensei đào sâu ở trong lớp tổng ôn N2. Số 2 đó là mọi người sẽ phải luyện đọc hiểu qua đề thi thật cho sensei, được chưa? Và cái này thì mình làm càng nhiều lần càng tốt, và mỗi lần làm thì mình sẽ rút ra những bài học mà thật sự là chỉ có việc làm nhiều các bạn mới nhận ra thôi. Mọi người tin mình đi, là làm một lần không bao giờ rút ra được cái gì hết. Thì ở đây mọi người sẽ tập trung cho sensei vào dạng đoạn văn ngắn này, trung văn, trường văn, trừu tượng nhá. Đặc biệt là thằng trường văn trừu tượng vừa khó vừa dài, vừa khó vừa nhiều điểm này. Đấy. Và trong quá trình luyện nghe thì mọi người sẽ list lại những cái cấu trúc bài nghe như là diễn dịch, quy nạp hay là dạng sandwich như sensei có chia sẻ trong video ở YouTube Nhật ngữ Riki, mình sẽ để link ở đây nhá. Đến đây thì đối tượng các bạn cuối cùng sẽ là những bạn mà mình nghĩ là bây giờ mọi người nở một nụ cười rất tươi, tại vì check điểm sau mà mình làm bài xong mình biết là mình đã làm bài thi rất là tốt, là những bạn thuộc 120 điểm trở lên. Và những bạn này thì mình khuyên là bạn hãy nên bắt đầu vào ôn N1 luôn đi, bởi vì bạn là những người đủ điều kiện. Và nếu như mà các bạn ôn N1 từ bây giờ ấy thì mới có thể kịp tháng 7 thi nhá, tại vì N1 là chương trình học nặng nhất và nhiều nhất, nên nếu mà không bắt đầu luôn ngay hôm nay á mà đợi là biết điểm mới học, hoặc là đến tháng 1, tháng 2 mới học thì đã quá muộn rồi. Khối lượng kiến thức rất nặng, bạn không thể xử lý nó trong 3-4 tháng mà muốn lấy một tấm bằng N1 được. Các bạn này thì sensei thấy là kiến thức N2 của mọi người rất chắc, và bây giờ thì mọi người nên đặt một cái mục tiêu cao hơn, đó là mình chinh phục nốt cấp bậc cao nhất trong JLPT, đó là N1 vào kỳ tháng 7. Thế thì lời khuyên của sensei là đừng bắt đầu N1 ngay vội, ngay cả khi là bạn điểm N2 rất là cao rồi, thì hãy dành ra tối thiểu 2-3 tuần để ôn tập lại kiến thức N2 trước. Và sau đó thì mọi người hãy đặt cho mình một mục tiêu là đạt từ vựng tối thiểu là 22/30 câu nhé, là đạt khoảng 70%. Và sau đó thì bạn sẽ nhập môn vào chương trình N1 Junbi kiến thức nền tảng, được chưa? Và chúng ta sẽ làm quen với khối lượng từ vựng cũng như là ngữ pháp N1. Hãy. Số 3 sẽ là phần mà các bạn mong đợi nhất, đấy là lộ trình để đỗ N1 được cho kỳ tháng 7 năm sau, đúng không? Thì mọi người cùng nhìn với sensei nhá. Đây là một khung lộ trình tham khảo mà sensei cùng với phòng đào tạo đã lên cho các bạn, kéo dài từ tháng 12 cho đến hết tháng 6 thì các bạn sẽ ôn gì. Đầu tiên này, 2 tháng chúng ta chưa vào N1 vội, mà các bạn sẽ tổng ôn lại những kiến thức quan trọng N2 cho sensei trước, và chú trọng ở đây đó là vào đọc và nghe nhá. Sau đó là tháng 1 và tháng 2 thì mình sẽ cùng nhau học những kiến thức cơ bản nhất của N1, ví dụ hán tự này, từ vựng này, ngữ pháp, được chưa? Và cách dịch câu nữa. Sau đó từ tháng 2 đến tháng 5 thì mình sẽ đến với giai đoạn học tai sắc cự, đó là nâng cao kiến thức và kỹ năng xử lý bài thi N1. Và từ tháng 5 đến tháng 6 đây mọi người ơi, chúng ta sẽ tập trung vào luyện đề, cải thiện điểm số và học cách quản lý thời gian, được chưa? Hai. Rồi, ở giai đoạn tổng ôn mọi người kỹ hơn cho sensei nhá. Kiến thức N2 xuất hiện trong đề N1 là rất nhiều, thế cho nên là mình sẽ cần phải dành ra khoảng 3-4 tuần là chúng ta ôn tập lại kiến thức N2. Với hán tự thì mình sư mê là mọi người cần nắm ít nhất 1.000 chữ hán trọng tâm và đã được chọn lọc rồi, đó thì mới có thể lên được đến N1 nhá. Và từ vựng thì mọi người sẽ cần nắm 70% khối lượng từ vựng N2 quan trọng nhất, giống như một cái bảng mà sensei minh họa ở đây. Hãy. Ngữ pháp thì 60%
sẽ xuất hiện lại ở trong đề N1, nên những ngữ pháp trọng tâm nhất của N2 thì đây cũng là khoảng thời gian các bạn cần ôn tập lại. Tối thiểu thì các bạn cần dành 1 tuần luyện đọc và phải nghe ít nhất 1 bài dài cho sensei, nhưng mà thật ra là luyện càng nhiều càng tốt, đây chỉ là mô phỏng thôi. Mọi người sẽ có những cái bảng như là 30 mẫu ngữ pháp N1 này chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề JLPT, thì mọi người làm một cái bảng thống kê này và học cho sensei thì sẽ rất là dễ nhớ nhá. Một trong những giáo trình mọi người thể tham khảo đó là N2 Đục Cai Master này để mình ôn tập lại. Rồi, thế đến với cái giai đoạn học Junbi của N1 rồi thì chúng ta học gì? Hán tự thì sensei muốn là mọi người học theo bộ nhá, dễ nhớ mà dễ phân biệt được luôn. Và mình sẽ chỉ học trọng tâm những cái chữ Hán tự mà thường xuyên gặp trong đề thôi. Thì giáo trình tham khảo ở đây các bạn có thể học quyển Kanji Master, là một cái giáo trình rất là nổi tiếng rồi. Hoặc là học như trong video đây, cô Hiền dạy ở khóa Hán tự N1 của Ricky thì rất là dễ hiểu nha các bạn. Hãy tiếp theo, từ vựng thì mọi người có thể tham khảo 2 cuốn sách là Mimi Kara Oboeru và giáo trình Shinkansen rất là quen thuộc rồi. Nhưng 2 giáo trình này thì Ricky đã chọn lọc để tổng hợp nó thành 1 cuốn giáo trình của Ricky Hitori Demo Ikkai de Gokaku. Tức là các bạn ôn quyển này á thì mình sẽ học trọng tâm 999 từ vựng N1 thường xuyên xuất hiện. Đó, và chúng ta sẽ có lộ trình học là 10 từ một ngày này đi kèm point tụ, rất dễ nhớ để giúp cho các bạn xử lý được bài thi, đặc biệt là môn đai 6 nhá. Cho nên là mọi người để ý cái quyển này, chúng rất là nhiều thì mình sư mê là nên học quyển này nhá. Rồi, với ngữ pháp thì mọi người có thể tham khảo là học từ đề thi thật, bộ đề thi thật các năm từ 2010 này cho đến năm 2023, được chưa? Và học trên app của Ricky, tại vì ngữ pháp trên app của Ricky thì là những cái ngữ pháp đã chọn lọc từ rất nhiều giáo trình, làm sao cho nó sát nhất với độ khó của đề JLPT 5 năm gần đây, được chưa? Hay. Rồi, trong giai đoạn Junbi thì đọc hiểu và nghe hiểu chúng ta sẽ học như thế nào? Đây là một câu hỏi mà sensei thường xuyên được nhận. Thế thì mình trả lời cho các bạn là 1 đến 2 tuần đầu các bạn sẽ ôn kiến thức căn bản N2 nhá. Và như thế nào? Luyện dịch những câu dài và phức tạp. Tại vì những câu đơn nó là quá dễ rồi, thì trong đọc hiểu N2, các bạn khó nhận ở chỗ là câu dài và nó là câu ghép, đúng không? Nên là phải ăn điểm ở phần này nhá. Một điều quan trọng là để chinh phục được đọc hiểu N1 thì các bạn sẽ phải đọc báo, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ đọc báo để bổ sung kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là phát triển bản thân, khoa học hoặc là triết lý đời sống, được chưa? Đây, triết học và sinh học là những chủ đề thường xuyên xuất hiện ở trong đọc hiểu N1. Tức là nghe nó đã cao siêu rồi, thì để mình có thể chinh phục được thì mình khuyên là hàng ngày các bạn đều nên đọc báo, được chưa? Và mình sẽ học cách phân tích cấu trúc của bài đọc nhé. Hay. Thế với kanji và từ vựng thì sao? Mọi người sẽ ôn lại một lần nữa những cái từ mình đã học, đã thuộc rồi thì mình đi lướt lại một lần nữa cho sensei. Và chúng ta sẽ luyện tập bằng bộ đề thi thật các năm, rất là đơn giản nhá. Hay. Ok, một số giáo trình mọi người tham khảo này. Ngữ pháp cũng vậy, mọi người ôn lại cho sensei tốt những ngữ pháp quan trọng nhất ở N1 khi bước sang giai đoạn tại sắc cư, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải tổng hợp lại là trong những cái ngữ pháp chúng ta học rồi thì sensei sẽ giúp cho các bạn những ngữ pháp quan trọng nhất. Và mọi người có thể tham khảo 2 giáo trình nếu như các bạn muốn tự luyện ngữ pháp, đó là giáo trình Doridu Endoridu và Power Drill, được chưa? Hay. Đọc hiểu thì mọi người luyện đọc thật nhiều cho mình nhé, đặc biệt là những cái đề đọc hiểu của 5 năm trở lại đây thì mọi người luyện thật là kỹ. Và đọc hiểu ấy mình làm đi làm lại nhiều lần thì mình mới rút ra được bài học. Chứ còn nếu mà làm lướt một lần xong rồi đúng rồi, tôi chuyển sang bài khác thì mọi người sẽ không nhận ra được ý đồ của người ta đề đâu. Tin mình đi, mình nghiên cứu đề nghe và đề đọc mình đã phải làm rất nhiều lần thì mình mới rút ra được format để dạy cho các bạn học viên. Đó. Và hãy luyện dịch những bài khó bài dài nhá. Thì đây là một trong những cái cuốn sách các bạn có thể tham khảo, Dokkai in Ichi Master của Ricky. Thì đây sẽ là một cuốn mà dạy cho mọi người phương pháp đọc nhanh và rèn luyện tư duy logic trong đọc, tức là không chỉ là dịch câu, được chưa? Ngoài ra có 2 quyển giáo trình này truyền thống rất là nổi tiếng rồi, mình không cần phải giới thiệu thêm nữa. Hay. Nghe hiểu thì mọi người sẽ dành phần lớn thời gian để luyện cho mình, đó là bộ đề thi thật. Tức là chẳng có một cái giáo trình thi thử nào tốt hơn bộ đề thi thật các năm cũ cả, nên mình vẫn luôn khuyên là các bạn hãy làm bộ đề thi thật nhá. Và chúng ta sẽ có thể luyện nghe thêm lưu sự những cái bản tin hàng ngày, ví dụ như trên NHSK hoặc là một số những cái kênh YouTube các bạn, người ta sẽ đăng những cái mạng tin hàng ngày hoặc là podcast. Thì tất cả những cái nguồn như vậy, miễn làm sao cái tai của chúng ta được luyện nghe hàng ngày nhá, mình nói là 5 phút cũng được, nhưng mỗi ngày đều phải nghe, tiếp xúc với JLPT nhiều thì các bạn sẽ có được cái phản xạ. Ok. Và đối với N2 và N1 thì chúng ta sẽ ăn điểm ở môn đai 3 và môn đai 5. Cho nên N1 cũng vậy, hầu như các bạn sẽ mất điểm rất nhiều môn đai 3. Mình thấy kỳ vừa rồi cũng thế. Cho nên là những bạn mà xử lý được 3 và 5 thì sẽ chiếm được rất là nhiều điểm ở trong đề nghe
nhá. Và cuối cùng là giai đoạn luyện đề. Thì trong giai đoạn luyện đề mọi người sẽ được chữa chi tiết đề thi thật từ 2010 đến 2023 trong khóa video cùng với các sensei nhá. Sensei thấy là chính cái phần chữa đề này sẽ giúp các bạn up skill nhanh nhất và up điểm nhanh nhất chỉ thông qua cái bước là luyện đề thật là kỹ thôi. Được chưa? Trên màn hình là lộ trình tổng quát của lớp tích hợp N1 cam kết đỗ cho các bạn cho kỳ tháng 7 năm 2024. Và cam kết đỗ ở đây là gì mọi người ơi? Nghĩa là mình tự tin là nếu như mọi người theo lộ trình này và mọi người thật sự nỗ lực và chăm chỉ nhá, thì xác suất đỗ của mọi người rất cao. Trường hợp là nếu mà mọi người không đỗ thì mọi người sẽ được học lại miễn phí. Đấy là để giải thích cho mọi người là tại sao nó lại lộ trình bao đỗ. Được chưa? Thế thì lộ trình tổng quát mọi người sẽ thấy là có hàng tuần sẽ có những cái buổi học live stream trực tiếp cùng với giáo viên như thế này. Và ngoài ra thì mình sẽ có những cái lịch học qua video quay sẵn này, chủ động về thời gian, địa điểm. Và chủ nhật thì đôi khi chúng ta sẽ có những cái lịch live bonus tăng cường thêm cho các bạn nằm ngoài lộ trình. Được chưa? Và chỉ trong video này thì quà tặng đặc biệt dành cho 50 bạn đăng ký sớm nhất lớp tích hợp kỳ tháng 7 năm 2024 sẽ là: thứ nhất, một sách đọc hiểu N1 độc quyền của Ricky. Số 2 là mọi người sẽ được tặng sổ tay tích hợp. Tích hợp journal sẽ ghi lại hành trình học tập của các bạn và mình sẽ có kế hoạch được lên theo từng ngày. Đây là một cuốn sổ mình xem rất là thích và nó rất là đẹp nên là các bạn nhớ nhận nhá. Và cuối cùng là trong khóa học, nếu như mọi người cần tư vấn visa hoặc là mọi người cần hỗ trợ xin việc thì sẽ được Ricky hỗ trợ hoàn toàn miễn phí xuyên suốt trong khóa học. Và thậm chí là kể cả khi khóa học kết thúc các bạn vẫn được hỗ trợ nhá. Cùng với đó sẽ là voucher 1 triệu trừ thẳng vào học phí khi bạn đăng ký lớp này nhá. Rồi mình thấy là chỉ 50 bạn đăng ký sớm nhất sẽ có suất combo quà tặng này thôi, nên là mọi người nhanh tay nhá. Để nhận được thông tin chi tiết hơn của lớp tích hợp và trở thành một trong 50 bạn đăng ký may mắn này thì mọi người nhớ comment phía dưới TH, có nghĩa là lớp tích hợp, để sensei sẽ gửi cho mọi người lịch học và thông tin chi tiết hơn nhé. Cách thức đăng ký như thế nào? Hay mọi người có bất kỳ câu hỏi hay là trăn trở thắc mắc nào liên quan đến N1 hoặc là N2 thì mọi người cứ để lại bình luận hết phía dưới nhé. Mình sẽ nhắn tin trả lời cho các bạn trong phần bình luận. Dạ, mà tân đi. Và hẹn gặp lại các bạn trong lớp tích hợp N1 nhé. Bye bye.